Wow. Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào với video anh em nhớ bấm nút like, nút subscribe để cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các anh em kiếm tiền trên một cái trang thương mại điện tử tài chính. Trang này rút tiền rất là uy tín nha tất cả anh em. Rút trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ là về. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản. Cái đăng ký cũng hơi khó các bạn. Còn nghe các bạn cố gắng coi hết cái video này khoảng 5-6 phút rồi các bạn bấm vào dòng chữ bộ program này các bạn, affiliate program, rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn đây thì có hai phần, phần sign up và cái phần login, các bạn bấm vào phần sign up nha các bạn. Cái trang web này chạy là rất mượt nhưng mà cái yếu điểm của nó là nó rất là chữ hàng chữ khó nhỏ khó mà đăng ký nha các bạn. Rồi đầu tiên username, các bạn điền tên username mình vào, nhớ có chữ và số hoặc chữ không cũng được. Rồi dòng thứ hai là email, anh em nhớ ghi email chính xác của mình nha. Rồi dòng thứ ba, dòng thứ tư là password, vì giờ mình che lại nghe. Rồi sau khi anh em nhập password mình vào, lưu ý password từ 8 đến 20 ký tự có chữ chữ qua đầu nha. Rồi anh em bấm vào chấp nhận điều khoản nè, một nè, chết mẹ nhảy đâu tào lao luôn. Rồi anh em tiếp vào từ tiếp hết vào dòng anh em. Anh em bỏ lỡ chữ I confirm that Indonesia did not các bạn. Anh em bỏ cái dòng thứ thứ hai dưới điểm lên, rồi anh em bấm vào nút register. Rồi sau khi tất cả Wow. Rồi. You confirm you I am right. Không được anh em ơi, anh em phải nhấp vào được lướt cấp tra nên đăng ký mới được. Click to verify. Nào quên, không thấy cái vụ cấp tra nữa. Anh em lưu ý nha anh em, password thì chữ cái đầu nha. Có chữ cái đầu 8 đến 20 ký tự, ví dụ như anh em ghi chữ cái như ví dụ như chữ B, ví dụ gì đó nha anh em, có chữ B đầu bằng chữ cái nha. Rồi anh em bấm vào nút register. Wow. Tại ơi tại sao you password confirm, sao mình sai password hoài ta. Rồi sau khi tất cả anh em đăng ký xong, các anh em chi việc đăng nhập nha. Anh 41, anh em bấm vào click nha anh em. Trong web này cái ưu điểm của nó là chữ rất nhỏ luôn, nhưng mà rất là cho anh em dễ kiếm tiền trên một cái web này như thế này anh em. Tại vì nó rất là, cái nền tảng của nó là rất là nhiều, không quan trọng chữ lớn hay chữ nhỏ mà quan trọng hỏi nó có uy tín hay là không anh em. Đây là một trang điện tử thương mại cho nên tất cả anh em trao đổi cái đồng tiền tiền điện tử như là Bitcoin mấy gì tùm lum hết, tất cả anh em chỉ login vào thôi. Anh em ơi, nó có gửi về cho mình cái mail cho mình login tất cả anh em ơi. Anh em vào mail mà cũng fit nha, nãy mình quên đâu ta. Rồi anh em bấm vào một như cái mục đăng ký nha anh em, affiliate program. Rồi anh em chỉ việc login thôi. Mày trang web này nó hơi trồng do chút xíu. Rồi sau khi anh em login xong, anh em bấm vào một đây là tài khoản chính, cái tài khoản của mình đã login xong nha tất cả anh em. Anh em chỉ việc copy cái link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép tất cả anh em sẽ nhận được 0.65 USD sẽ đổi ra. Còn bấm vào một profile để cập nhật thông tin nữa, cái gì rút tiền anh tất cả anh em. Phan đâu rồi? Đây nó thanh toán qua cổng nào được ta? Phan anh em. Ủa không anh em ơi, tất cả anh em bấm vào một add withdrawal nha. Cái đây thông tin của mình, anh em bấm vào một add nè. Một app địa chỉ của mình vô.
Đây thì nó thanh toán qua Perfect Money nè, Payer nè, Bitcoin nè, USDT nè, Euro nè. Rồi đây thì mình sẽ thanh toán qua Bitcoin nha tất cả anh em. Bây giờ USDT mình sẽ lấy địa chỉ Bitcoin của mình là địa chỉ ví Chuk Wallet EC20. Còn tất cả anh em nào muốn dùng ví nào ví anh em, miễn nền tảng EC, miễn là ví Bitcoin là được rồi. Rồi anh em bấm vào nút sao chép nè. Ồ sao chép mình lấy chữ BNB ta. Nhận rồi BC. Rồi anh em bấm vào sao chép nha. Rồi anh em chạy em quét đâu rồi ta. Nè tất cả anh em add bit cái từ Bitcoin này vào chỗ này nha anh em, chỉ chính xác nha. Rồi anh em nhập cái bắt quạt mình vào, cái bắt quạt mà các bạn tất cả anh em đăng ký đó. Rồi anh em số này đi, anh em bấm sell nha. Rồi invite for format, anh em giao dịch luôn á, gì chạy định dạng ví không hợp lệ. Mấy Bitcoin mà sao kỹ ta, BTC. Đây mình copy mình lấy lại cái tất cả anh em. Đây mình lấy bên cái ví của thằng, mình lấy cái ví bên thằng Phi Hút Tư tất cả anh em, được không? Rồi mình trở về cái thằng nãy nè. Quà chó. Rồi anh em chỉ việc password mình vào. You subscribe. Như vậy là anh em lấy ví sạn mới được anh em. Nó không có cho ví cá nhân nè. Rồi. Một số tài khoản được lưu thành công, bạn cần xác nhận để thay đổi nhấp liên kết trong thông tin được gửi đến ảnh Nhân Quỳnh cùng người máy.com. À như vậy là mình đã cập nhật ví thành công nha tất cả anh em. Anh em chỉ việc bấm vào một thì liên kết, mã liên kết giới thiệu anh em nhấp vào nè. Anh em giới thiệu cho mỗi một người, tất cả anh em được 0.65 đô và số tiền những đó, những người và số tiền những người đó giao dịch Bitcoin trên đây nha tất cả anh em. Hoặc là anh em chuyển giáp nhiều để nâng cấp bậc của mình lên, để nhận hoa hồng cao lên nha tất cả anh em. Vậy sau khi mình hướng dẫn tất cả anh em rút tiền nha anh em. Sau khi anh em được giới thiệu được hai người là anh em được một đô máy, anh em có thể rút tiền luôn. Đây là sau khi tất cả anh em gặp tiền ví vào thì số tiền rút là tối thiểu một đô nha tất cả anh em. Các thanh toán được thực hiện kiểm tra trong vòng 5 ngày làm việc. Nó nói 5 ngày nhưng mà tất cả anh em rút có khoảng được 1-2 tiếng là về anh em. Anh em bấm vào một cái đây nè. Số tiền không được. Rồi anh em nhập cái mục yêu cầu rút tiền như này anh em. Mục withdraw á. Đây mình chưa có đủ, mình mới làm cái video cho tất cả anh em. Cho tất cả anh em mình chưa có đặt lệnh rút anh em. Thì anh em bấm vào lúc đây nè. Nhận được giới thiệu. Nếu mà mình có tiền ghép được, mình rút tiền được thì mình làm video cho tất cả anh em. Còn mình không có tiền ghép được thì mình không có làm video hướng dẫn cho tất cả anh em nghe. Vì mình không có đủ, mình rút sao mà rút được, làm cái video cho tất cả anh em cũng được. Anh em nhớ ủng hộ mình mới được nha. Tài khoản liên kết thì anh em bấm vào withdraw, thì anh em bấm vào nút yêu cầu rút, rồi anh em bắt nhập password của mình vào là rồi, ok nha tất cả anh em. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả anh em nè. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và kiếm thật là nhiều tiền trên một cái chương trình liên kết tài khoản tất cả anh em. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em. Đây thì trang kiếm tiền trên nền tảng tiền điện tử thôi 4.0. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em ạ.